Ok, ham buốt em ơi. Ủa, vô là buốt lắm nha. Dạ, cái vàng trên, cái vàng bên phải thôi, ít ai mua hết à. Ok. Ủa? Ok em ơi. Ai ô bên cạnh con đi. Ok luôn. Là cạm bẫy không à. Đây rồi. 600k luôn rồi. Quý của sư tử. Ủa, cái nịch dành cả thanh xuân để đi cả nào. Nạp thì tao đó đi tao. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình, Crystal Boomer. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với các anh em của mình chơi cờ tỷ phú, trong đó có Dũng Senpai, Evan Đỗ và Long Trì. Rồi, tôi đỏ nha. Rồi, xin cái 12 nha. Ôi, tôi đâu có cái trả gì đâu. Nhưng mà được là đi vòng ngon. Đi vòng luôn. Trời ơi. Hong Kong. Cái này có mua gói VIP vậy. Ủa. LOL. Ê. Ủa, cái tụ rồi. Ủa, sao đi đảo rồi. Đi chung nè anh Long. Thôi. Không có thành phố để mà chọn cuộc champion. Tham thật. Xui luôn. Trời. Hey, không sao bên ơi, mình khởi đầu sao nhưng mà mình chứ sao mình cũng thua à. Ủa. Chưa chơi mà vậy. Thua chẳng 200, tôi giàu mà, 2 triệu gì đâu. Đi. Đấy. Ủa. Ê, đã đảo rồi. Có biển. Mua trước đi, mua trước đi, mua trước cái biển này đi. Cái biển Dũng. Anh Long mà 4 biển là Long thắng. 4 biển là win đó nha. Trời ơi. Tôi tính mà luôn. Đây rồi. Roma. Tưởng dục. Vin biết Roma đặc sản là gì không Vin? Là gì? Không biết, anh cũng biết. Ủa? Anh hỏi em mà. Em mua thành phố đó mà. Hay đánh đố quá. Rồi, ấy thì tôi mua Dubai. Dạo dữ. Đây nè, đó, cơ hội. Ôi, tôi đi Mỹ. Đi Long An mà. Ui. Trời ơi, tôi ghé Dubai rồi. Ghé Dubai ha, cảm ơn nha. Cảm ơn đã ghé chỗ tôi. Xin 25 lớp. Sydney luôn. Tôi là cô Mi. Trời ơi, sao con của Dũng, nhân vật của Dũng nhìn mơn mởn như ta. Mơn mởn, trời ơi, anh này mà mua được 3 cái biển rồi, anh Long phá sản nữa thì thôi. Anh em đừng có mua Dũng nha. Bây giờ nha, đổ nè, đó, cơ hội. Đó, đó thủ em lấy một hành. Rồi, xích đi chứ để. Đúng rồi, nên vậy nên phải. Cái gì hợp lý quá đẹp. Hợp lý quá. Đây rồi, nước Pháp, nước Pháp. Đi qua Pháp ăn bánh mì. Lyon. Đây rồi, được. Ồ, vậy cái được 3 xe vậy. Ghê vậy. Nâng cấp luôn, Roma. Ý. Ok luôn. Chàng. My name is Jose Mourinho. Nền du lịch của anh Rick Frank này sao mà phát triển như ta. Xây hai cái biển, hai người bước vô rồi. Cái biển của anh này thu hút quá. Anh cứ chuẩn bị mua Bali nữa nè. Ba biển nè. Ba biển đâu? Trời à. Ơi. Nói như tôi nghĩ là cái này là gói 50 đô chứ không phải gói 10 đô. Bây giờ đó, bây giờ bạn ra giá cho cái... đô rồi. Bạn ra giá cho cái biển xíu của tôi đi, bạn ra giá đi. Madrid, đó. Hà là Madrid luôn. Hà là Madrid, hà là Madrid. 90 nha. Trời ơi, đi Hồng Kông luôn ha em. Hồi xưa em cũng ở Hồng Kông bên hông chị lớn mà. Osaka nha. Ngày gì em bận đồ chợ nhiều á. Ôi đẹp vậy, xây nhà đẹp vậy. Đúng là nạp tiền mua skin chứ hả. Ừ. Nhà anh. Em hả? Ừ, nhà nhìn được nhờ. Má nhìn có nhà hàm bút của tao quải không. Trời, xây chùa luôn rồi kìa. Chùa luôn. Nhìn đẹp mà bút giá luôn đó. Gây cái nhà bên mày là ôi. Vô làm đùng đùng đùng. Anh Riết nạp 50 chứ Dũng là nạp tới 100 lần á. Đâu có đâu. Đó không kỳ được, kỳ đó khuyến mãi 300% nữa bên cho nên thành 600.
Ôi trời ơi, 200k luôn. 250 vậy? Hết tiền luôn. Trời ơi, trời ơi, rồi Milan Tarot luôn. Rồi 200 rồi kìa. Nghĩa là tôi chưa mua được cái nào ngon ngon thơm thơm hết. Tôi có cái biển thôi. Ây da. Trời, lấy tiền rồi kìa nó. Ây da. Ta. Nhà ai đi? Đi à? Chà, New York luôn. Ây da. New York rồi nha. Chà, còn 6.000 nha, chắc tay chưa? Chắc chưa? Chắc tay. Ui, 400k. Trời ơi, nên một ít tiền nha. Nói gì nữa lại ơi. Hết tiền luôn, hết tiền. Thôi, trong túi còn có mấy cắt cà bán đi. Vừa mua New York mới bán. Bán cái máy chụp hình đeo trước ngực luôn đi. Đúng rồi, em bán cái kính luôn đi. Rồi, về biển rồi. Dạ. Bú lại kìa. Ủa? Trời ơi, chuyện lát rồi gáp tôi à, mấy anh vô đánh bại cái gì vậy? Ừ, trong này anh em cứ vô hoài á nhờ. Bước tiên trả địa rồi. Ôi trời ơi. Ai Osaka, chí nhờ. Ok. Nên dài một ít tiền okay nha. Ok nha, ghé biển anh chơi với em nha. Cái nai này đi hoài luôn á, cái nai biển. Ừ, ai đó vô Roma với lại Milan của tôi đi. Làm ơn. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 10, 11, 12, tham gia một chiếc hoàn vòng. Đi một vòng luôn. Ôi. Ây da. Để coi coi, mua cái Mosca là nó bén nhất nè. Ừ. Ôi giời ơi. Mosca là nó cấp dưới à? Hala Marie. Thật quá, vậy là mua được Mosca rồi. Chắc không, chắc chưa? Chắc rồi, bay đây là chắc chắn rồi, mua vé luôn rồi. À, về bên em hiện Tokyo chứ không phải Mosca. Trời ơi, vô biển. Bây giờ xin 25 ngàn nha. Sao, ít, 3 tiền ghẻ cho. Ngươi à, kì. Ôi, cô má 25 cũng ai vô hết ta. Rồi, mua đây đi. Mua chứ, 1 triệu. Ôi. Ây da, bắt uống nhiều hơi nặng á. Đạp vô cái là bắt kiếp luôn. Đạp phát đi luôn. Sao không sao cũng được, vô đây an toàn. Vô đây mình nghỉ dưỡng, vô đây đi. Ok, em buốt em ơi. Vô là buốt lắm nha. Ây da, cái vàng trên, cái vàng bên phải thôi, ít ai mua hết à. Ok. Ủa? Ok em ơi. Ai ô bên cạnh công ty á. Đi. Ok luôn. Bú vỏ bú vỏ. Hồi nãy giờ mua cái mơ ơi, bú hơi nhiều quá. Cá kiếm tí. Ừ, luôn gà. Không sao cũng được. Chết rồi. Mình đánh đi châu Âu luôn, bạn mình không chơi kiểu châu Á đâu. Ờ. Trời ơi, ôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tùng xí ngầu luôn, tôi ở trong đây chơi. Đó. Ôi hên quá. Dơ, chứ phải dơ. Nghe được. Ok, đi Dubai. Hay da. Cái biển này thôi chứ chịu rồi đó nãy giờ. Thề. 8 nè, 8 luôn. Trời đi. Ok. Hên thế nhờ. Anh ơi, em nghèo rồi anh ơi. Anh ơi, tôi em biết rồi. Em nghèo anh ơi. Anh hẹn cho tôi cái Hồng Kông đi, tôi cho bạn cái biển. Ok không? Ok đúng rồi. Luôn. Đừng cho biển là thua luôn á. Biển sao cho được mà cho. Đừng cho thành biển. Cho mày Hồng Kông bên Hồng Chợ Lớn thôi. Tại rồi. Ngồi vậy ta. À. Cho. Trời ơi. Sao? Đưa giúp mấy cái chậu này thôi, chứ có cái nhà. Ây da, trời ơi. Xin lỗi 2.000. Mua lại luôn nè. Lúc nha nó tặng nó mua lại, nó đã vậy ta. Giờ, ai, cái nữa đi. Ai ghé Roma chơi đi à. Ây da, chúng ta an toàn quá. Ghé Hồng Kông quá anh chơi nè, Vin. Vin, tại mất cực băng nè, Vin đang có... Rồi, chờ, lúc fan hay bên đây nè, Vin. Trời ơi, Sydney luôn ta. Trời ghê ơi, mua luôn hả? Không sợ nghèo em. Anh ơi, em còn gì để mất nữa đâu. Trời ơi, nó lọt khe kìa. Trời ơi.
Championship nha. Rồi mạnh vậy ta. Bà rỉ luôn. Bà rỉ bà nai luôn. Hơi mạnh nha, chịu mấy nha. Ôi 7.2 à. Hên quá, cái này không có đập cả số 1 được. Ôi trời ơi. Tokyo à, chết nha. Tokyo về xin nghe. Trời ơi. Xin nghe họ thế giới nha. Xoay cái chết luôn à. Ây da, không sao, 100 ngàn cũng được. Ê, bữa giờ cái boss 3 là hơi đuối á. Ê, giờ mà thằng Long nó tổ chức ở Tokyo mà không ai vô ha. Ô trời mừng quá. Đừng vô Tokyo anh em ơi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 là, 5 là Dũng ơi. 5 đi Dũng. Đừng 5. 5 số đi. Số bao nhiêu cũng được. Được rồi, mà vô đây luôn. Có 5 là được, đừng. Đi. Ê, Dũng ơi, đổ xí ngầu mỏi tay lắm, Dũng vô đây đi. Đừng vô, không vô nữa. Em qua rồi. Sợ quá. Ôi ngon. Ôi né luôn. Né luôn nha. Ôi cũng được. Đi đâu cũng được hả bạn? Một trong những tòa nhà ngẫu nhiên của bạn được nâng cấp. À dạ. Tòa nhà nào? Ờ, lớp Vegas à. Ngẫu nhiên à. Tôi ở trong đây luôn, tôi không ra. Hèn. Ủa? Đổi luôn. Ờ, đổi đi em ơi. Sydney luôn. Rồi, không sao đâu. 1.2 triệu nha. Vậy còn 1.2 triệu nha. Rồi. 1.2 triệu nha mấy anh trai. Ê, dạ, trước khi không biết có được 1.2 triệu không, thấy mất mấy sĩ rồi đấy. Xin 4 lớp nha. Ây da. Ôi. Trời ơi. Hên là, ý là nãy giờ là hên là chuyển cái thế vận hội qua kịp, ơi giải đấu qua kịp đó nha. Ừ, ban nãy mà để giải đấu là cũng toan nhanh hơn nữa. Ai đó đạp vô Sydney cho em bố miếng. Qua thế giới à, an toàn quá ta. Mua Leo. Trời ơi. Nghĩa là mua Leo luôn, nghĩa là. Trời ơi, đạp vô biển mà còn không có tiền trả. Có rồi anh. Ủa sao tôi vô chỗ máy bay là tôi không có được đi ấy. À, bây giờ mới được đi. Bây giờ mới được đi. Bây giờ được bay xong mới được đi một nhịp đợt nữa. Đạp Sydney luôn anh ơi. Vô Lyon kìa, bay Lyon kìa. Ở Lyon thì chưa có tiền. Đó, độc quyền quyền luôn. Trời, ba căn nhà, mỗi cái nhà là không có mà 720. Osaka. Cảm ơn anh nhá. Mua luôn. Mua đâu, tiền đâu nữa mà mua. Tiền đâu nữa mà mua anh. Trời, có anh Long kìa, vãi giàu vả. Ủa, có gì đâu, này tiền, này là tiền tôi, sự nghiệp tôi làm ra mà. Ây da. Đó, sự nghiệp. Thôi. Thôi không có mua, không có chơi cái vàng dưới đây. Đúng rồi, để tiền đi anh, chứ lên tới còn Sydney nữa. Không mua, để tiền trả cho anh nợ. Bây giờ, ấy cho em đổ một chiếc xí ngọt, em đổ một vô điêu tụ, vô đảo được không ta? Ây chà, hay thế, giờ đổ ra 2 nữa đẹp nè. Đổ được ra 2 là tài lắm luôn á Dũng. Ừ nhờ, đổ ra 2 là cũng phải gọi là gắt lắm đấy. Đổ 5 cũng được Dũng. Trời ơi, đổ hay thế nhờ em nhờ. Kéo thế. Cái này là có căng mới đổ được vậy nha. Bán cái gì đây nè? Bán cái ly nước đi, cầm gì nữa, còn nước đâu mà uống. Ai hiểu nước biển không à? Bán cục sinh gôm trong mỏ. Ây da, hà làm mà riêng, hà làm mà riêng. Ôi, má nhà ghẻ. Ôi, mua lại luôn. Không mua mày, nhà ghẻ. Chê. Trời ơi, hên vậy. Ê, tắm biển. Người ôi, năm bên lông, năm mà đẹp. Ôi, hên quá. Ồ, còn đi má không hay đấy nhở. Năm là đẹp anh Long ơi. Hay quá, lại lọt khe rồi. Ui dồi ôi. Ngon. Xinh thế nhở. Hên thế, chặt một nút thôi. Ủa hay vậy? Hên. Chứ không mua đâu, biết đâu chơi mấy khu này. À không, mua chứ. Khu mua đó chứ. Độc quyền một nhánh nữa các bạn. Độc quyền thêm nhánh nữa.
Đổ năm. Thấy rồi, năm hả? Năm. Giờ 7 nè, mà nó 7 nè. Dễ gì mà năm. Trời ơi, đi Vin. Ủa Vin, nói trước mà không mua hả? Tiền mà mua. Là cảm 7 không à. Đây rồi. 600k luôn à. Ui, con sư tử. Con kinh địch luôn à. Con kinh địch. Dành cả thanh xuân để đi trả nợ. Trời ơi, lúc nào cũng áp điện thoại vô đôi tay với ha. Làm như bận rộn với một cái em. Làm gì giàu lắm vậy, nghèo chó. Bạn ghé tôi chơi cái bạn. Đây rồi. Thầy giàu. Paris by night nha bạn. Thầy giàu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à, đổ 6 mới chết nè. Trời ơi, được. Sao em có cái mùi phá sản quá nè. Lời ngắn hả, để ơi. Đi rồi đó, anh đi pin nè. Phải động tay ơi, đổ 6 là chết nè, đổ 5 cũng chết nè. Động tay đi. Trời ơi, trời ơi. Chưa thoát. Thoát chứ. Thoát chứ, thoát tầm luôn á chứ. Không, quay đi vòng luôn nè. Đừng. Ôi, đậu quá. Ây da. Chẳng còn phôi thóp được miếng. Đòn. Dũng cái gì nó cũng mua là. Em còn tiền đâu. Đây rồi, ok mua em mua ơi. Một lớp, một lớp. Mày bán liền cái bạc lên. Vừa mua cái bán luôn à. Game gì đâu kỳ cục, tự nhiên hiện chữ không có tiền lên màn hình kỳ quá. Ui, trước mặt toàn lờ cái gì đây, toàn lờ mà. Hai. Ui, hay quá, trời ơi. Xuống hơn. Em thách anh Long vô Paris luôn á. Thôi, tôi đến những cái gì. Trời, nâng cấp nữa thì thôi. Nâng cấp nữa thì tiền không. Dạ, yeah, 4 triệu không? 4 triệu không? 3 triệu mấy à. Trời ơi, hồi bước vô là chỉ có cút. Ây, ây da. Mua luôn đi, nâng cấp đi. Thích. À, vậy thôi, tôi bao qua đây. Xin 300. Đừng có cô độc quyền mồi màu vàng bên kia rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Hết giờ rồi. Hết giờ. Từ. Xin nha. Em phải để thời gian sai một tiếng. Để thời gian sai rồi, để có 20 phút. Ai à.